Mình là Thái. Hiện tại bây giờ mình đang có mặt tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Hôm nay mình có dịp đi lên trên đền Mấu Đồng Đăng. Mình sẽ làm một cái clip mình giới thiệu cho mọi người biết về đền Mấu Đồng Đăng. Đây là một ngôi đền khá là nổi tiếng trong vấn đề thờ mẫu ở người Việt Nam. Mình cũng nói sơ qua cho mọi người biết là về cái đền Mấu Đồng Đăng này. Đền Mấu Đồng Đăng này hay còn gọi là Đồng Đăng Linh Tự. Đây là một trong những ngôi đền thờ tự khá là nổi tiếng trong vấn đề thờ mẫu của người Việt Nam. Đền Mấu Đồng Đăng nằm ở trung tâm thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, cách cửa khẩu Hữu Nghị khoảng 4 km. Đây là một ngôi đền lớn có giá trị đặc biệt về kiến trúc này, tín ngưỡng này, tôn giáo này và lịch sử. Hàng năm có rất nhiều các du khách trong nước và quốc tế đến đây thờ cúng, sinh hoạt tâm linh, nguyện cầu cho sự nguyện cầu một sự che chở của đấng linh thiêng, cầu cho cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Hội của đền Mấu Đồng Đăng diễn ra vào ngày 10 tháng riêng âm lịch hàng năm. Thôi mình sẽ đi vào bên trong, mình giới thiệu cho mọi người biết về cái đền Mấu Đồng Đăng này nhé. Hiện tại bây giờ mình đang ở ngoài đường, bây giờ mình sẽ đi vào bên trong. Kiểu bên kia đang có cái hàng giảm giá này. Đấy, bán toàn những cái đồ về túi. Chỉ còn 100 một túi. Đây là, một túi 100. Đây này, mọi người. Đây là cái bãi gửi xe này. Các đoàn khách du lịch đi đến đây đều phải vào trong này gửi xe để rất là đông người đến đây để lễ. Đấy, bây giờ mình sẽ đi lên trên nhá. Mình đi theo đoàn này luôn này. Đẹp chưa cô? Giá chỉ còn 100 một chiếc. Đấy, cô nói cái đấy, đẹp chưa? 100 một chiếc thôi. Ở trong họ bán 350.000. Bây giờ bán chỉ còn 100.000 đồng. Đây, ở thôi. Bên cạnh này, đấy, bán rất là nhiều đấy. Các mặt hàng. 90 không được. 100.000 cũng không được không? Phải 100 một chiếc. Hạ giá toàn bộ mặt hàng cho bà con. Chỉ còn 100 một túi. Đây là thị trấn Đồng Đăng, đây là ủy ban thị trấn Đồng Đăng nhé. Hai bên đường này bán quần áo này, phục vụ khách du lịch rất là nhiều đồ lắm. Đầu năm nên là rất là đông người được đến đền Mấu Đồng Đăng. Bên kia là chợ nhá. Lát nữa mình đi vào trong đền xong mình sẽ đi ra. Mình vào trong chợ hay xong. Đây bên này rất là nhiều quần áo. Quần áo rất là nhiều luôn. Bên kia cũng thế kìa. Đây này, hạt rẻ này, mọi người ấy. Đâu cũng thấy hạt rẻ luôn, trên này. Đây, rất là nhiều hạt rẻ. Alo, để trên đường mất hàng kinh doanh, chúng tôi thanh lý tất cả hàng hóa trong thị trường cho quý vị. Đây này, những cái bó rau này đặc sản ở trên này đấy mọi người ạ. Rau cải ngồng ấy này, được khách chọn rất là nhiều luôn. Đây nhá, đây là đền Mấu rồi nhá. Đây bây giờ mình đang đứng trước đền Mấu rồi nhá. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong nhá. Đây
rau cải rất là nhiều, rất nhiều rau cải. Đây, mình đã đi đến đền Mấu rồi nhá. Đây này, mình sẽ cho mọi người thấy nhá. Thấy chưa? Đấy, đây là toàn cái cảnh nhá, đền Mấu đấy. Lát nữa mình sẽ đi một vòng, mình giới thiệu cho mọi người. Đây, mình tính mình quay một vòng rồi nhá. Rồi bây giờ mình sẽ đi nhá, mình giới thiệu cho mọi người nhá. Đi từ bên này trước này. Đây bán rất là nhiều những cái đồ. Đây có cả nơi viết số sẵn luôn đây. Những cái đồ về Phật rất là nhiều. Bên này là lối lên, mình đi sang đây, lối lên đây nhá. Mình đi sang bên kia trước, lát nữa mình lên trên đấy sau nhá. Đây, bên này anh thấy bán rất là nhiều cái đồ. Đây bây giờ hoa, các cái về thờ cúng vàng mã kiểu. Đây có một cái như là hòn nón bộ nhìn khá là đẹp. Thôi bây giờ mình sẽ đi lên nhá, lên trên đền Mấu nhá. Có cô đang chụp ảnh ấy. Có anh bê lế chuẩn bị mua lên này. Nha, mình lên bên trên nhá. Mình đang đi lên trên đây. Ôi trời, lên trên này rồi. Xem nào, đông quá nhỉ. Rất đông. Quay xuống xe xem nào. Đây nhá, trên nhìn xuống dưới đây. Xong rồi đang hầu xong. Đi vào trong rồi xem nào, đang hầu xong. We'll be right back.
dành riêng cho hóa vàng luôn, đây là. Khá là to.